Ok ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình đội viên Diaki Và ngày hôm qua là một ngày thi đấu mà nó có rất nhiều cảm xúc trái ngược dành cho mọi người. Tuy nhiên thì chúng ta có hai điều, chúng ta có hai điều mà chúng ta có thể rút ra được sau ngày thi đấu hôm qua. Điều đầu tiên, WOG là đội mạnh nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, không còn gì nghi ngờ nữa, không còn gì nghi ngờ nữa. Và điều thứ hai, đó chính là Heavy, họ sẽ rất khó khăn trong việc có thể kiếm được cho mình một vé để đi tiếp ở trong giải đấu này đấy dựa vào những cái gì mà chúng ta được nhìn thấy hôm qua thì rõ ràng là đó là hai thứ mà chúng ta nhìn thấy à, đây là game thi đấu đầu tiên ở trong ngày thi đấu hôm qua ấy, thì p sport họ cũng đã có một số những cái điều chỉnh về mặt chiến thuật à, p sport họ có một số những cái điều chỉnh về mặt chiến thuật khi mà họ đang đang p sport họ đang thiên về cái hướng gọi là chạy bo chiến thuật nhiều hơn là theo đuổi pha giao tranh trong đoạn đầu game à, thực ra thì có một số cái mà tôi cũng cảm thấy hơi hơi bị tiếc cho các đội việt nam ở thời điểm hiện tại là các đội việt nam chúng ta giao tranh bo một càng ngày chúng ta càng bị lép vế trong những tình huống giao tranh bo một nếu mà tính ra từ đầu mùa giải đến giờ ấy, thì những tình huống giao tranh bo một của chúng ta chúng ta đang bị thua nhiều hơn so với là chúng ta được thắng Đấy, trong khi đó thì wag ở thời điểm hiện tại họ đang thể hiện một cái khả năng là chạy bo rậm Đấy, WG bây giờ họ đang chạy vào rộng và họ đang cố gắng là né đi những cái giao tranh mà không cần thiết ở trong dạng đầu trận đấu thì cái trận đi đấu đầu tiên này thì WG họ có một cái 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 cách tiếp cận trận đấu rất là tốt cái khu vực doanh trại thực sự WG chơi tốt và đề qua đề qua họ nhảy xuống đây bình thường thì đề hoa họ không nhảy ở đây Đấy, nhưng mà ngày hôm qua thì đề hoa họ quyết định là sẽ nhảy ở đây và ngay lập tức là họ vỡ mặt về WG ngay Đấy, hôm qua Dewa định nhảy xuống đây họ có một tình huống gian mặt sớm này và cho biết là cái điểm nhảy dù ở Dewa nó sẽ nằm ở khu vực nghĩa địa cơ. Đấy, nhưng hôm qua Dewa họ lại quyết định là nhảy xuống đây thì ngay ở đầu game thì Dewa biếu cho WOG ba mạng. Thì cái này nó giúp cho WOG có mình một cái tình huống chơi nó rất thuận lợi. Đấy, rất thuận lợi luôn. Trong khi đó một diễn biến khác thì Heavy họ chủ động họ đi bắt vào vị trí của Homeboy. Đấy chủ động bắt đi vào vị trí homeboy homeboy thì là một cái đội mà thật ra thì ở tầm ở thời điểm hiện tại thì homeboy họ đang test một cái đội hình mới ở trong đội hình của homeboy thì chỉ có mình phải di là người bắn hay thôi đấy còn những người còn lại thì nói chung là nó đang ở cái tầm gọi là trung bình khá Đấy, họ đang họ đang cố gắng test một đội hình mới với Butterfly và Mercy là hai tuyển thủ mới. Có lẽ là đối với Homeboy chắc là phải độ tầm uh, một mùa giải nữa. Đấy chắc phải đến mùa sau nếu mà họ quay lại thì họ sẽ bắn hay hơn. Đấy, bởi vì hiện tại cái đội hình ban đầu của họ khi mà tiếp cận giải đấu này bắn khá đuối thì họ cũng có thêm thành viên mới như Butterfly và Mercy thì uh, hiện tại họ đang chưa gọi là bắt kịp được với cái lối chơi. Một diễn biến khác thì À, chúng ta thấy là cái vị trí nhảy dù cũ ở WAG ấy mà ở khu vực ba khu hoặc khu vực đảo dừa ấy bây giờ họ bỏ hẳn rồi đấy <laughs> cái bài mà nhảy cái bài mà nhảy ở đấy là bây giờ WG họ bỏ hẳn rồi đấy họ không họ không còn nhảy vào cái 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 điểm ấy nữa nhảy điểm đấy nó nó nguy hiểm quá thì bây giờ khi mà họ chuyển về cái điểm doanh trại nhảy như FIFA phi series thì chúng ta thấy là tất cả các trận đấu ở đảo quân sự của WG nó đều hoạt động rất là tốt Đấy, sau đó ở đây chúng ta có một tình huống mà p sport họ bị tìm thấy tới từ uh, đó là star wars đấy thì rõ ràng là star wars ở thời điểm hiện tại là đối thủ rất mạnh trong một diễn biến khác thì WG họ di chuyển từ doanh trại xuống của vực làng Rim Nam tại vì họ biết là trong vực làng Rim Nam này khả năng cao là sẽ có tô đắc đấy thì bây giờ WG họ sẽ đi săn những cái đối thủ mà cảm thấy là vừa miếng thì ở đây WG họ vô tình bắt được thêm một người ở B-Sport bắt được thêm một người ở B-Sport và sau đó thì họ lại tìm thấy vị trí tô đắc luôn để nói rằng là thời điểm hiện tại thì cái bộ đôi Cyrus, Killin và thậm chí là cả Dolphin nữa đang thi đấu rất hay theo tôi biết thì là 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 ma có sẽ chia sẻ là một ngày họ họ dành ra khoảng 12 tiếng để họ nghiên cứu mặt chiến thuật thì cái hướng đi mà từ khu vực hướng đi mà từ khu vực có doanh trại mà đánh vào khu vực Làng Rim Nam cũng là một lối đi mà tương đối quen thuộc dành cho WG chúng ta thấy trận đầu tiên WG xử lý cái tình huống nó rất là mượt xử lý cái tình huống nó rất là mượt chúng ta đánh bắt đầu cũng là Rim Nam sau đó đi mở một cộng dịch chuyển đến gần những thành viên tới Tô Đắc đây là một tình huống mà cũng khá là nguy hiểm đây cũng khá là nguy hiểm nhưng mà các bạn nhìn thấy không các bên WG họ lúc nào cũng xử lý cũng rất là nhanh Đấy, WAG họ xử lý rất là nhanh khi mà có người bị gục cũng phát thì có một người di chuyển bên trong nhà mở máy bán hàng cá nhân lên hồi sinh lại đồng đội ngay thì có thể Ghost sẽ nắm xuống nhưng mà đỗ cùng với cả vị trí của Krillin bắn rất là tốt, Đấy, bắn rất tốt và chúng ta nhìn thấy The Ghost và Dolphin họ dùng M187 họ quét sạch những thành viên tới từ tố đắc. Lúc này ấy, thì ra đồ tố đắc họ cũng chưa phải là quá nhiều nhưng mà phải nói rằng là trận này WG họ xử lý nó nét, à, WG xử lý rất là nét. Bây giờ WG họ cũng không phải cần cố phải cần có trogon hay là cần có súng xa để mà thực hiện được những mạo gục thì bây giờ WOG họ cũng xoay theo cái meta tức là bây giờ cái khẩu m87 nó khá là phổ biến ở trên map đấy và các đội indo cùng các đội thái lan ấy nếu mà có nói chung là có súng gì bắn súng đấy thì bây giờ WOG khi mà họ có mình m87 họ vẫn xử lý với m87 bình thường đấy họ không 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 có cái chuyện là kén chọn súng gì cả Thế là cái sai đoạn đầu tiên các bạn clear được các bạn có cho mình hai có mình tám mạng nó quá mượt rồi và quét sạch thì một team để trong một diễn biến khác thì uh, heavy họ đụng độ với cả những thành viên còn lại ở đế hoa ở đây đấy thành viên còn lại ở đế hoa ở đây đế hoa này cũng gãy gập rồi cũng không có gì phải lo lắng nữa cả trong khi đó thì onyx di chuyển vào họ gặp bru chúng ta nhìn thấy là bru đến tuần thi đấu này họ bắt đầu có những cái thử nghiệm chiến thuật tại sao tại sao các đội thái lan tuần này họ bắn các bạn sẽ có cảm giác ở thái lan tuần này họ bắn lỏng tay hơn và họ bắn nó không chặt chẽ những gì mà những tuần trước nữa bởi vì bây giờ thái lan họ đang test một số những cái chiến thuật về mặt di chuyển để họ chuẩn bị bắn chung kết esl với người brazil đối với cả ngày hôm qua ấy thì ở trong cái trận 4 mà phỏng vấn lúc mà bru có Buya ấy Zona, anh ta phỏng vấn anh ta cũng có trả lời là bây giờ những gì mà bru họ làm đấy làm sao mà tập luyện thật nhiều thực hành các thứ thật nhiều để mà không bị xuống trình thì như ông chất tôi đã nói rồi cái giải FIFA World Series C nó đang bị một vấn đề là nó đang quá dễ nó đang quá dễ so với các đội Thái Lan đấy may ra có mắt round thì hơi vất vả một tí nhưng mà đối với các đội Thái Lan hiện tại họ đang quá dễ và ví dụ những đội Thái Lan trừ vị trí của Star Wars Sport ra Nhìn những đội Thái Lan còn lại họ đều đang hướng tới đó là Free Fire à đó là chung kết ESL ở giải đấy nó tận 200.000 đô bằng nó một ngày và bằng có hai ngày ăn 200.000 đô thì đấy cũng là một con số rất lớn năm tỏi hơn năm tỏi đang chờ họ ở đấy để họ hút về nên là họ đang thử nghiệm những cái chiến thuật và những cách di chuyển nó mới ở một diễn biến khác là Universe Red có nó bình mã gục trận này là một trận mà WG họ bắn nó quá nét không thể đây là một trận hoàn hảo bực nhất đấy là WG đây, đây là trận mà WG họ lại không theo cái hướng mà phải sinh tồn hoài nhiều mà họ tổ chức tình huống đi săn thì cái này nó cũng làm cho một số team ở trên map họ cảm thấy nó bị ngợp cảm thấy nó bị ngợp Ờ, chúng ta lại có một pha giao tranh một cái tốc độ nguy hiểm cho các đội việt nam là ngày hôm qua thì aq cũng bắt đầu lấy lại được cái phong độ chơi mặc dù là bắn chưa phải quá tốt nhưng mà hôm qua tôi đã thấy là aq bắt đầu có những tình di chuyển nó, nó 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 cụ thể và nó rõ ràng hơn thì tôi cũng đang sợ rằng là aq họ đang không biết là hai tuần vừa rồi aq họ có test bài gì không Đấy, tại vì aq cùng với indostar thì họ sẽ đi qua bên họ sẽ đi qua bên bên brazil để tham dự giải không biết là họ sẽ có bài vở như thế nào hay như thế nào không Đấy, nhưng mà ngày hôm qua tôi thấy là AQ họ bắt đầu có cái xu hướng là họ chơi tốt hơn Đấy, thì đây cũng là một trong những cái nguy hiểm khi mà AQ đang cạnh tranh với chúng ta ở trên bàn sẽ bạc. ờ, Trong tình huống này ấy, thì là một tình huống mà P-Sport thực ra họ cũng chưa có quá nhiều đồ P-Sport cũng chưa có quá nhiều đồ Đấy, sau cái tình huống giao tranh ở đầu game nó hơi bất lợi thì P-Sport họ cũng buộc phải chạy đến khu đài quan sát Ví dụ sao đài quan sát nó vẫn đang dựa vào cái lưng bo Đấy, và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là RQ họ di chuyển nó 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 có một cái sự gắn kết nhất định ở trong cái đội hình AQ và họ có sử dụng máy bán hàng thì họ sử dụng họ check một cái gì đấy nhưng sau đó thì có reverse trade cũng đến luôn thì tại sao cái khu vực này nó lại có đông người như thế đấy, tại sao khu vực này nó đông người như thế tại vì nhiều team họ đang muốn dựa vào khu vực này quan sát này thì sau đó thì WG họ cũng di chuyển về khu vực này quan sát này À, để mà có một tình huống di chuyển để mà có một tình huống kiểm soát à, lúc này thì p sport họ chạy về phía khu vực à, hangar khu vực doanh trại thì tất nhiên rồi thật ra là đoạn này p sport chạy về đây nó hơi nguy hiểm ấy p sport phải biết là wg sẽ loanh quanh ở đây thôi thì wg họ bắt được thêm vị trí của p sport mà p sport này đồ cũng khá là giàu đấy mũ ba sắp bốn rồi các kiểu thì thì WG họ cũng hút được thêm một lượng đồ rất là nhiều tới vị trí của PE, trận đấy PE khá khổ, Mà dù là tôi thấy là cái cái hướng chạy bo, cái hướng di chuyển của PE là được, Đấy, hướng di chuyển PE là khá tốt Tuy nhiên thì đụng vào nhiều đối thủ nó căng Đấy, nhiều đối thủ căng Star Wars Esports rồi WG đụng vào khá căng Đây là một tình huống mà Reverse Red họ có một pha bao vây ở vị trí RQ Thì chúng ta chú ý cái chú ý cái vị trí của Expose, Expose anh ta đứng ở phía dưới này Bình thường thì chúng ta bắn vào tử chiến ấy, mà đối phương nấp ở trong nhà Chúng ta thường hay sợ đứng ở cái khoảng này để Chúng ta sợ bị đối phương bắn bay đầu Nhưng mà Expose nó có một điểm đứng nó khá đẹp <laughs> Điểm đứng này nó phải phụ Thu, thuộc vào kiểu tay to, à, tay tay to không lo chết đói đứng này nó mới kinh. À, sau đó thì là một tình huống mà reverse nó right đẩy vào cái cái chỗ đứng của xpozy, xpozy lúc nào anh ta đứng bên ngoài, anh ta đảm bảo nếu mà có thành viên nào của aq mà có một tình huống mà chạy gọi là thoát ra khỏi căn nhà thì xpozy anh ta sẽ clear cái người chơi đấy chỉ có ba người chơi đẩy ở bên trong nhà thôi và nếu như mà có một vấn đề gì đó có biến thì nó căng xảy ra thì Exposi anh ta vẫn có thể hồi sinh được nhưng khi mà Reverse right họ cảm thấy là họ gây được một lượng sát thương lớn rồi thì họ bắt đầu đổ ở bên trong nhà rồi bắt đầu tràn ở bên trong nhà họ tấn công đây, đây cho ta nhìn thấy là Sơ Minh anh ta có những tình huống di chuyển khá khá là léo khá là léo và anh ta di chuyển lên phía trên nhà thì ở đây anh ta họ hạ gục được vị trí đột đột rét đến từ vị trí nameless sau đó thì vẫn có thể cover được cho nhau thực ra khi mà tôi xem các đội thái lan bắn ấy tôi phát hiện ra một điều là các đội đội Thái Lan này cái khả năng cover nhau của họ rất tốt. Tức là kể cả khi mà mình có bị gộp ấy, thì mình vẫn nằm ở một cái điểm mà đồng đội có thể cứu mình được. Đấy, có thể cứu mình được. Ngày hôm qua cũng là một ngày đấu mà các đội họ chơi khá chặt chẽ. Cho đến trận đầu tiên này thì cái số lượng các đội họ hồi sinh cũng không phải quá nhiều. Đến lúc này thì AQ họ cũng gây được nhiều sát thương lên vị trí reverse red. Nên cái vấn đề của AQ là khi mà họ đã bị gục rồi thì họ nằm ở cái vị trí mà đồng đội không thể cứu được cái đoạn này thì lại thơm dành cho wg wg lúc này họ mới lên đài wg lúc này họ mới lên đài họ check thì khi mà chúng ta lên đài check sau ấy chúng ta bắt được hai thành viên đến từ reverse red có có bình đó là mạng thứ 14 bốn name diamond vừa giao tranh xong thì tầm này họ không còn một cái gì cả mà một tình huống bắn a một hai tư rất tốt đấy là vị trí Dolphin nó khóa được vị trí đối phương và chúng ta nhìn thấy À, chúng ta bắt được vị trí đối phương khóa được chiều đối phương luôn không có cửa nào cho họ chạy cả một tình huống ném liệu tốt tới lấy luôn mạng của đến từ vị trí của diamond một trận đấu mà wg bắn cháy thực sự là bắn quá cháy bắn này không thể nào mà chê vào đâu được bắn này gọi là đỉnh 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 của chóp cho chóp của đỉnh luôn bắn này gọi là căng đen luôn trận này là một trận mà wg họ chơi quá hoàn hảo chơi nó gọi là nó gọi là một trăm phần trăm có thể rồi một trăm không phải hai trăm phần trăm sức mạnh của, của wag Đây, một trận đấu mà mọi thứ nó diễn ra nó đúng theo cái cái bài mà wag muốn thứ nhất là một điểm bo gần à, một những cái giao tranh đầu game thuận lợi tiếp theo là một điểm bo gần dành cho wag và thứ ba nữa là từng cái tình huống xử lý wag nó gọn nó không bị gặp những cái vấn đề nghiêm trọng nào thì phải nói là wag bây giờ họ bắn đảo quân sự rất là hay bây giờ wag bắn đảo quân sự nó quá tuyệt vời luôn đây là Onyx Onyx ngày hôm qua cũng có một số dấu hiệu bắn khởi sắc hơn mà may ở chúng ta là họ chơi cũng không phải quá thăng hoa những ngày thi đấu đầu tiên may ở chúng ta giải này là hai ông đứng đầu của Indo là AQ và Onyx họ lại đang bị suy giảm phong độ một cách đáng báo động đấy và và tuy là có hai ông Indo sau nhoi lên những hai ông đấy thì nó lại không phải là những đội mà gọi là quá quá là sắc sảo đấy Star Wars Esports thì họ vẫn duy trì lối đi bo chậm Không biết là sao trong các đội Thái Lan bây giờ thì Star Wars họ luôn là một đội đi bo chậm Star Wars họ luôn chơi theo cái kiểu là họ muốn vét vào vào những cái đội mà đang có khả năng chạy bo có thể là Star Wars họ đang chuẩn bị để đón một cái tanh cơ mới nên họ đang duy trì cái lối chơi mà đi bo chậm như thế này nhưng mà dù sao thì ngày hôm qua thì họ cũng kiếm được một lượng điểm khá lớn tôi nhớ Star Wars hôm qua tám kiếm được 83 điểm cũng là một số điểm khá lớn trong 6 cái team đứng đầu ngày hôm qua ấy, thì WG là đứng top 2 với 89 điểm thì chúng ta chỉ thua so với đội kiếm được nhiều điểm nhất là Blue thôi nhưng mà về cơ bản thì À, chúng ta vẫn ngang ngang với đội Thái Lan ấy. thì cái hiệu suất thi đấu của các đội họ cao hơn à, hiệu suất thi đấu của WOG hôm qua là cao hơn so với một số đội Thái Lan P-Sport hùng chân top 9 trận này ngày hôm qua cũng không phải là một ngày thi đấu quá tốt cho P-Sport cùng với Heavy Đấy, nhưng mà so với cả uh, heavy ấy, thì lúc này P-Sport họ đang có một cái thế nó tốt hơn trên bảng xếp hạng, một cái lượng điểm tốt hơn và cái lối chơi của họ. Các bạn ở, đã... không biết là sau đợt này thì Văn Thanh có quay lại không? Đấy cái thứ nhất. Đấy, các bạn nhìn thấy là Star Wars đã bị dừng chân ở vị trí top 8 nhé tức là bây giờ Star Wars họ có chơi kiểu đi bo chậm như thế này thì nó là một cái điểm bất lợi dành cho Star Wars rất là nhiều thực sự như thế luôn lần này thì Attack All Round từ đầu trận đấu họ cũng không thể hiện quá nhiều còn Heavy thì bị kẹp giữa cả Homeboy nhưng mà các bạn thấy là càng về đến cuối giải nhá tức là ở trong cái 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 giải đấu này thì càng về đến cuối giải là có đội bắn chặt chẽ hơn rất là nhiều ở đâu đó trước đây khoảng phút thứ 14, 13, 14 thì chúng ta chỉ còn lại được khoảng 5 team đấy đấy còn bốn cho năm tim cạnh tranh với nhau nhưng mà đến cái bo này chúng ta vẫn còn tới tận đó là bảy tám tim còn tận bảy tám tim và cái quan trọng nữa là WG có một cái thế quá đẹp, đấy, wg trận này đúng là nó gọi là vào vào thế rồi, à, WG trận này mọi thế của họ nó 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 trở nên nó quá đẹp và nó không thể nào mà chê bất kỳ một điều gì trong bản đấu này right. WG có một điểm cao, có một cái thế dựa vào bo và có một cái góc mà có thể được bắn một cách nó thực sự thoải mái đấy nó bắn nó một cách nó thực sự thoải mái và nói chung là đôi khi chúng ta chỉ cần như vậy thôi đôi khi chúng ta chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã có quá đủ các điều kiện các yếu tố để mà chúng ta có một trận đấu mà kiếm được rất nhiều mạ gộp thì thì cái chính là WG họ có đó mình là nhiều nhiều mạ gộp đây một cái điểm đứng nó quá đẹp và khi các bạn đứng ở một cái điểm như này và các bạn bắn xuống phía dưới thì thật sự là tuyệt vời Heavy họ không có quá nhiều cơ hội trong bán thi đấu này khi mà họ bị kẹp nhiều cũng như là họ có rất nhiều tình huống phải nằm xuống sớm mà bảy mạng à, vị trí top 7 là gì mà mà Heavy họ có đây là điều gì đứng bắn quá thoải mái bắn mặt bắn lại con đỉnh cao tất cả các thành viên họ đều có bình góc bắn đẹp và đều có bình một góc buôn lựu đẹp thì kể cả reverse red hay attack around mà rơi vào trong một cái thế mà xấu như thế này thì có lẽ là mọi thứ nó end game dành cho họ WG có một trận đấu nó quá hoàn hảo và thậm chí là The Cos đặt ngay một cổng di chuyển lên phía trên để kiểm soát xem là có đối thủ là chạy từ bên trong nhà ra bắn những người đồng đội mình trên đầu hay không Thì sau đó chúng ta xả xuống đây một trận đấu mà đúng là đúng cái tinh thần là là chúng ta vừa đi săn này chúng ta vừa di chuyển rộng chúng ta vừa tạo ra được rất nhiều những cái 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 cái, cái sự khác biệt đấy tạo tạo rất nhiều sự khác biệt ở trong lối chơi đến từ WG thì trận này thì hoàn hảo đấy trận này thì phải nói là nó, nó quá sức hoàn hảo rồi không có bất kỳ một điểm gì để chê WG trong trận này nó thể hiện rằng WG nói gì nói hiện tại đội mạnh nhất Việt Nam <laughs> cái quan trọng nhá họ có đầy đủ tất cả những cái yếu tố thứ nhất là cặp đôi Cyrus và Dolphin đang ở phong độ rất là cao khả năng giao tranh rất tốt The Ghost một người rất am hiểu về mặt chiến thuật The Ghost và Dolphin là hai người thay nhau côn The Ghost sẽ côn về mặt di chuyển trong khi đó thì Dolphin sẽ côn về mặt giao tranh Đấy, tức là đưa ra quyết định giao tranh như thế nào tiếp cận trận, uh, tình huống như thế nào thì Dolphin sẽ làm và tất cả tuyển thủ của Việt Nam này đều làm rất tốt Đấy, thực sự là cả tức là tức là cái, cái 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 lối chơi của của WG bây giờ nó có một cái sự hay ở chỗ là WG họ tất cả những thành viên họ nó đều có những vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội và WG họ xuống họ hút hết rồi Đấy, họ xuống họ hút hết không còn một cái gì mà có thể đỡ nổi WG trong màn thi đấu này không có một cái gì đỡ nổi cả và chúng ta có một cái trận đấu nó thực sự là ngạo nghễ Đấy, ngạo nghễ và tất cả mọi thứ đó đều đã nằm trong sự tính toán WG chúng ta nhìn thấy rằng là đội hình của WG họ không bất ngờ với cả cái chiến thắng này họ phản ứng nó cũng rất là, 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 là nhẹ nhàng với chiến thắng này thôi Đấy, và chúng ta nhìn thấy là cái chỉ số sau trận đấu nó cũng rất là tốt Chúng ta có 3.000 sát thương tới từ vị trí Dolphin Đấy, 3.900 sát thương tới từ Kirlin, Cyrus 2.500 và từ Cos 2 ba. Người ta thì uh, trận này thì bây giờ các thành viên của WOG họ cũng không phân ra hẳn ai là người chơi tầm sai người chơi bắn tỉa gì đâu Và người ta đội nó đang chơi theo một cách cân bằng hơn Đấy, thì đây là một trận đấu mà nó thuận lợi và nếu mà chúng ta cứ tận dụng được nhiều trận đấu thuận lợi như thế này thì chúng ta cũng sẽ sớm có được mình vị trí vững chắc ở trong uh, trong top đến trận đi đầu thứ hai thì à, mọi thứ nó bắt đầu diễn ra khó khăn hơn. thì nói chung là cũng trừ đội Thái Lan ra thì cũng không có đội nào mà có thể đánh không thể đánh theo kiểu là à, không có thể đội nào mà đánh theo kiểu gọi là thắng được suốt tất cả trận cả. thì trận thứ hai này thì mọi thứ nó diễn ra khó khăn hơn. thì mọi người cứ bảo là là trận à, đầu tiên bắn tốt như thế Thì trận thứ hai còn bắn tốt như thế nào nữa. Đấy, nhưng trận thứ hai thì mọi thứ nó khó khăn hơn chúng ta tiếp tục có một tình huống mà mà có heavy đối đầu với tô đắc ở trong khu vực lò rèn ra tầm này tô đắc họ cũng là một cái đội mà họ cũng thích có những cái pha công nghệ va đấy tô đắc thích có những tình huống công nghệ va với cả các đội đấy trong lúc này thì heavy họ có gần một tình huống gần như là quét sạch ở vị trí của tô đắc đây cũng là một cái tình huống giao tranh rất là tốt tới từ tới tới từ uh, tới từ uh, heavy trong đó RP spot ở một vị trí khá gần thì khi mà tô đắc di chuyển ra đó là vị trí noki thì chúng ta có một tình huống bắt um, suýt bắt lẻ để vào vị trí của tô đắc Đấy, à, chúng ta bắt được đấy noki và chúng ta à, bắt bắt lẻ được và chúng ta quét tô đắc ở vị trí top 12 hai đội miền nam chúng ta có một tình huống phối hợp với nhau à, nó khá căng À, trong khi đó thì đề qua giao tranh với homeboy ở giữa khu vực bản đồ này trong khi đó là wag wag bây giờ họ cũng không cố gắng bám khu vực ngã ba quá lâu nhé các bạn biết là sao uh, lại như vậy không tại vì là uh, nếu như là chúng ta đứng ngã ba quá lâu ấy một lúc sau thì bru họ sẽ lên hỏi thăm thì wag họ rút được kinh nghiệm từ những cái bài học đấy và họ ngay lập tức họ mở một tình huống quét lên trên căn nhà thì ở đây họ phát hiện ra một thành viên đi lẻ của đối phương đó là vị trí red diamond Đấy, và chúng ta có một tình huống đẩy vào ăn ngay ở vị trí diamond tức là bây giờ wg họ biết cách họ đi săn tức là họ bây giờ họ đã wg họ đã biết được rằng à bây giờ những đội nào hay nhảy ở đâu họ xem được cái 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 thói quen của cả đội thì reverse red họ thường hay tỏa ra đi lút lẻ sớm trong trong đoạn đầu game thì lúc này wg họ mở một tình huống đi săn vào những thành viên tới rồi reverse red trong một diễn biến khác thì heavy có một tình huống vập vào đó là pha giao tranh về aq à, và pha giao tranh với aq heavy họ đang rất cố gắng là tạo ra những cái tình huống đi săn nhưng mà cái sự phối hợp giữa thành viên ở heavy thì nó chưa phải là tốt à, nói chung là aq bây giờ thì họ đang ở một phong độ thấp ấy nhưng mà nói chung là về mặt kỹ năng cá nhân thì họ vẫn có những cái điểm sáng như đấy thì khi mà heavy họ vập vào trong tình huống này thì họ chưa chuẩn bị cho mình quá nhiều được phương án để mà có thể thay đổi được cuộc chơi đấy và khi mà Khabi bị trúng một cái uh, Homer thì đây là tình huống mà Heavy họ tự tự công nghệ va họ tự trích công nghệ va với AQ họ phải nằm xuống đi thì nói chung là cũng 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 hết bài đấy một tình huống mà họ tự công nghệ va và vào vào những thành viên tới từ AQ họ phải nằm xuống đi đúng là hết hết bài hết bài thật sự thì đấy là cái uh, cái, cái 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 ván thi đấu này đây các bạn nhìn thấy không nếu như mà WG còn ở lại cho phút thứ năm thì họ sẽ bị w hỏi hỏi thăm thế nên là wg họ phải đi ngay họ phải đi ngay từ trong giai đoạn đầu game lút lút và di chuyển liên tục là cái cách mà để cho các đội bây giờ thoát ra khỏi những cái tình huống bị gọi là soi đến từ cái con long thần avon con long thần avon nó soi rất là nguy hiểm soi thì hoan biết đối phương ở đâu thì họ sẽ mở tình huống bắt lẻ ngay lúc này reverse red họ vẫn đang cố gắng là bỏ chạy giữa những pha tấn công tới từ vị trí wag nhưng ở đây thì wag họ bị can thiệp tới từ onic onic ở đâu đó ở chỗ khu vực cánh đồng này họ bắn vào và wag từ giai đoạn này thì cũng 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 bắt đầu cảm thấy mùi không thơm rồi À, WG bắt đầu phát hiện ra thấy mùi này nó không thơm họ đã muốn bỏ chạy về phía của một cái nhà gà đấy muốn bỏ chạy về phía nhà gà nhưng mà Onyx thì họ triển khai một cái tình huống nó khá là nhanh và wg buộc phải bỏ chạy reverse red thì họ ở lại và reverse red đã bị tấn công tới vị trí Onyx nhưng mà thời ra ở đây thì Onyx cũng đánh khá công kềnh phải nói rằng thời ra ở đây thì Onyx cũng đánh khá công kềnh nên đâm ra là 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 cái lợi thế họ nó không được nhiều ở diễn biến khác thì P Sport họ giao tranh cùng với vị trí Star Wars Esports và chúng ta thắng cả Star e trong một tình huống giao tranh 4 vs 4 đấy rất là ghê ăn có phải kinh có phải là yếu đâu thật ra P Sport đợt này cũng đang LBT cũng đang bắn lên rất là tốt thì chúng ta cũng đang có đẹp, P Sport có thể là bây giờ họ bắn nó cũng tương tự như WOG tức là chúng ta cũng cũng có những cái trận đấu mà chúng ta bắn và di chuyển rộng p sport thì họ chạy được khu trượt tuyết đấy sau đó thì họ đi qua khu trượt tuyết thì họ đi lên phía trên khu vực biệt thự này chúng ta không đứng quá lâu ở một chỗ và chúng ta cũng biết cách để làm sao mà mở ra những tình huống giao tranh tình huống tấn công có điều là p sport thì cái giao tranh bo một của họ thì thường họ làm nó 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 nhiều khi họ chưa được mượt Đấy, giao tranh bo một nhiều khi ở p -Spot làm chưa được mượt và cái việc mà rút ra khỏi giao tranh thì p sport làm chưa được mượt như là wg tầm này rút ra khỏi giao tranh rất mượt rồi Trừ khi những chân mình huống mà họ bị kẹp thôi Thì họ mới bị khó khăn Cho nên tôi thấy là đợt này đợt này WOG họ làm mượt lắm À, sau đó thì P Sport đã có một tình huống mà họ công nghệ va với cả Bru thì nói chung là gặp Bru thì người phán xử thì gặp Bru đội nào chả chết nói thật như thế tầm này gặp Bru giữa đường ở đội nào chả chết nhưng mà chúng ta nhìn thấy là là P Sport họ vẫn họ họ họ, họ cái cách mà P Sport họ rút ra nó vẫn làm một cái điều gì đấy nó khó khăn đấy, à, thực sự P Sport đấy làm sao mà để rút ra khỏi tình huống giao tranh vẫn làm một điều gì đấy nó rất khó khăn Nero cũng đã phải nằm xuống Thế là thường thì chúng ta chỉ rút ra được khoảng một người, đấy còn ví dụ WAG thì họ sẽ biết cách tản người ra để sống được khoảng độ cỡ khoảng hai người đổ lên, đấy ở trong giao tranh nó cũng cũng đỡ hơn các đội Việt Nam khác. hôm nay Cyrus dẫm một quả mìn đến tới vị trí của thành viên của Reverse Red là sớm thật ra thì đến bắt đầu đến từ ngày thi đấu hôm qua thì nhiều người cũng bảo là giải đấu bắt đầu hấp dẫn hơn, tại vì sao? Tại vì là nhiều đội sống được lâu hơn. À, cỡ khoảng phút thứ 11 đổ đi vẫn còn 9 hoặc 10 tim với khoảng trên 30 mấy người còn sống lúc này thì wag và reverse red có một tình huống giao tranh với nhau chúng ta không được nhìn thấy pha giao tranh này nó diễn ra như thế nào khi mà chúng ta quay trở lại pha giao tranh đó ấy, thì wag đang đứng ở trong một cái nhà đang đứng ở trong một cái nhà và dường như là chúng ta gần như quét sạch anh viên đấy reverse red chỉ còn lại bốn người ở reverse red thôi thì phải thì cái thế này của WG thì nói chung là cái khu này của WG nó không đẹp cho lắm cái đẹp nhất là của Tech Overall cái nhà đẹp nhất là nơi ở Tech Overall hoặc là cái đồi nơi mà Bru họ bắt đầu di chuyển xuống khu vực nó gọi là khu vực đường đèo đấy, đấy chỗ mà họ di chuyển xuống như thế này thì cái chỗ WG nó khá xấu cái chỗ cái nhà WG đứng nó khá xấu và nó dễ trở thành mục tiêu tấn công của các đội khác ở trong giao tranh thì lúc này Bru họ đã để ý WG rồi và khi mà Bru họ đã để ý rồi thì họ sẽ có những cái tình huống muốn mở giao tranh như tôi nói chỗ này nó xấu chỗ này nó xấu và 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 Bru rất dễ mở một cuộc tấn công vào ở một diễn biến ngược lại thì chúng ta cũng được nhìn thấy là đấy khi mà khi mà Bru đẩy vào phát thì WG họ bảo là cái kèo này không thơm thì nghe tức họ có một tình huống mà di chuyển thẳng ra đó là trung tâm của cái vòng bo này à, trận đấu mà WG họ chơi cũng khá là tỉnh chơi khá là tỉnh và táo, họ quyết định mở một pha tấn công thẳng vào trong cái nhà của AQ. À, mở pha tấn công thẳng vào nhà AQ, mà chỉ tiếc là cái nguồn tấn công này của WG thì nó 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 không thực sự quá thành công. Chúng ta muốn lấy cái nhà của Onyx. Chúng ta muốn lấy cái nhà của Onyx. Nhưng mà Onyx bọn nó cũng tức là để mà hạ gục Onyx cũng khá là mất thời gian và những cái đội khác thì họ đã nhìn thấy cái lưng của WG rồi và Bru cùng với AQ bắn vào lưng đến từ thành viên của cũng là một câu chuyện khá khó dành cho 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 WAG. Đấy, khi mà Onyx họ đẩy vào, WAG họ cũng cố gắng được chơi nhưng mà cả P Sport và WAG tình huống này thì thứ nhất là lực nó không còn. Đấy, lực nó không còn. thì cũng không có cách nào để họ có thể gọi là làm được gì cả. Cứ mất người lẻ, mất người lẻ cũng cố gắng là thủ ở trên nóc nhà à, nhưng mà cứ bị mất lẻ thì biết làm sao giờ. Đấy, Bruce Moshi cũng bắn nó chỉ còn lại Cyrus thôi Tức là chúng ta cũng muốn là công vào cái nhà của Onyx Nhưng mà Onyx tình huống này họ lại thủ nó chặt quá Đấy, Onyx tình huống này thủ nó lại, lại chặt chẽ quá Thế Nên đâm nó dẫn đến cái tình huống là những thành viên WG họ không có cửa nào để họ di chuyển được Thì P-Spot phải nằm xuống Và sau đó WG cũng phải nằm xuống, Rồi sau đó thì, cũng phải nằm xuống. Thế thì nó là nó, nó, là nó là cái câu câu chuyện nó là như vậy thì cũng là một cái mà rất khó dành cho chúng ta thì cuối bo thì còn lại đó là Bru À, Bru lại làm bố. À, Bru lại làm 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 bố các loại bố. <laughs> à, Bru lại làm bố thôi. À, chúng ta nhìn thấy là Bru bắn giao tranh rất mượt. tầm này thì khen Bru khen cả ngày. Tầm này khen Bru khen cả ngày thôi. À, còn lại thì Onyx là gì vẫn sống được nốt một người. Đó là Cyrus à, khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta cũng thấy là trận này nó lưu lấy được cái top 3 và lấy được cái top 3 được 12 điểm. mười 12 điểm. Được top 3, Bru thì họ bắn khá kinh. Đấy, còn Onyx thì... Onyx thì họ được cái top 1. Đây là cái top 1 đầu tiên của Onyx ở trong giải đấu. Onyx thì thật ra là cái một cái... Hôm qua tôi cũng cứ mong là Onyx bắn kém đi. Nhưng mà như tôi nói là Onyx bắt đầu có dấu hiệu comeback. Đây cũng là mấy cái bu đầu tiên của Onyx ở trong giải này. Bru thì trước đấy họ quá say mồi. Họ phải nắm xuống thôi. Thì em bây giờ lại có cái final shot trong ảo ảo. À trận thứ ba thì nói thật là trận thứ ba này nó không thơm thành cho đội Việt Nam trận thứ ba này thì nói thật là không 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 được thơm cho lắm trận thứ ba trận thứ ba và trận thứ tư là hai trận mà các đội Việt Nam mà không được thơm ngon giòn thịt mặc dù là điểm nhảy dù của chúng ta thì nó cũng không phải là quá tệ P Smart đã quyết định là bỏ khu vực nhà ga khi mà reverse Strait nhất định là phải nhảy vào đây. đấy nhưng mà trận thứ ba này thì đúng là mọi thứ nó 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 khó nó khó thành cho chúng ta đấy, nó khó cho các thành viên ở Việt Nam thì uh, P-Sport thì họ muốn bắt vào vị trí reverse red đấy tức là bây giờ P-Sport họ đổi một cái bài là họ không nhảy thẳng ở nhà ga nữa vì nhảy thẳng ở nhà ga phải bắn nhau 4 v 4 đầu game thì bây giờ họ quyết định là sẽ nhảy ra ngoài quyết định là nhảy ra ngoài sau họ mới quay trở lại họ đánh vào trong vực nhà ga thì nó cũng là một cái mà nó sẽ khác biệt đi một chút và nó sẽ giúp cho P-Sport có một chút lợi thế chúng ta bắt được hai thành viên reverse red trong tại đầu game ở một diễn biến khác thì chúng ta có một pha giao tranh giữa Heavy và một đội uh, như là giao tranh ở Homeboy à hay là giao tranh với tô đắc giao tranh với tô đắc thì heavy họ cũng không chiếm được cái khu này nói chung là khi mà không còn văn thanh nữa thì có một cái khi mà không có văn thanh nữa thì có một cái rất là khó dành cho heavy là những cái tình huống mà giao tranh đầu game ấy họ không còn sự chủ động giống như là khi mà còn có văn thanh cảm giác văn thanh thì anh ta có một sự chủ động tốt hơn so với b boy Đấy, tôi không nói là b boy bắn tệ nhưng mà cảm giác là văn thanh anh ta cái sự hổ báo trong đại đoạn đầu game của văn thanh thì nó vẫn ok hơn thì đoạn này thì wg và heavy họ va nhau nói chung là một câu hỏi đặt ra một câu hỏi đặt ra là wg có biết heavy ở đây không biết chắc chắn đã biết nhảy khu tổ hợp này làm gì ngoài đó heavy ta làm gì còn ai bảng này làm gì có cg tô đắc thì họ sẽ cũng hay nhảy ở khu vực blue view này thì khi mà wg họ đi vào ở bên trong khu vực này thì họ biết là chắc chắn sẽ phải đối đầu với một là heavy hai là tô đắc không có cách nào khác nhưng mà WG họ cũng sẽ không đứng ở cửa sông lâu tại vì đứng ở cửa sông lâu thì một chút nữa Star Esports sẽ đi qua hỏi thăm sức khỏe họ ngay đấy họ không 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 đứng ở đây lâu thì Heavy và WG họ có một pha chạm mặt giang hồ với nhau chạm mặt giang hồ với nhau và khi mà đến đây thì nó không tránh cái chuyện mà công nghệ va à, không tránh được công nghệ va trong một diễn biến khác thì P Sport khi mà họ đổi khỏi điểm nhảy họ không nhảy về nhà ga nữa thì họ động ngay với Onyx Onyx như mày họ đang có một cái tinh thần hưng phấn rất tốt sau khi mà họ có bình Buja ở trong game thi đấu đầu tiên thế nên là họ cũng khá là chủ động tôi thấy là Onyx họ bắn khá là chủ động trong tình huống giao tranh này và P Sport chúng ta thì nó không có sự chủ động như thế tại vì dù sao thì nếu mà chơi trong cái khu vực khu dân cư này thì ổn chỉnh Onyx vẫn là tốt hơn đấy nhưng mà sau đó nó một cái đen nữa là khi mà giao tranh nó còn chưa đi đến đâu đến đâu thì chúng ta có sự xuất hiện là Tackle Round đấy Onyx nó nằm ở vị trí cấp 12 <laughs> vừa top một phát vừa top một phát trận sau top 12 luôn vừa top một phát trận sau top 12 luôn chúng ta còn đi còn đi trước cơ trong khi đó thì reverse spread bị bắt tới vị trí aq ngày hôm qua thì aq cũng bắt đầu có tình huống mà họ chơi tư duy hơn nhưng mà phải nói rằng là reverse spread vẫn là một cái đội mà có cái tầm đấy cái khả năng chơi reverse spread rất, 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 là tốt à, hay bắn nhau một lúc xong rồi ông ông aq bay màu luôn aq đi luôn à, aq cũng cố gắng quẩy nhưng mà tự nhiên aq đợt này họ lại cố gắng là cứ kiểu giao tranh khô máu trong khi đó thì cái lối chơi mà WG bây giờ đáng chơi ấy, cái lối chơi mà thua giao tranh sau đó thì chúng ta tìm cách rút ra và hồi sinh lại thì chính là cái bài mà AQ, đấy là cái bài cổ điển của AQ làm đầu tiên chính AQ ở cái đội mà tận dụng cái khả năng hồi sinh tốt nhất từ trước đến giờ nhưng không hiểu sao tự nhiên bây giờ Legolot cùng người đồng đội quyết định là bỏ cái lối chơi đấy. đấy tự nhiên bây giờ team AQ của họ lại theo đuổi cái lối chơi giao tranh Đấy, như là những người Thái Lan thì cái chính là khi mà họ càng theo đuổi cái lối chơi đó một cái mù quáng thì họ lại càng họ càng dính phải những cái 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 uh, hậu quả thôi dính là hậu quả thôi heavy họ đi bom muộn vì sau cái tình huống mà họ không giao tranh với wag ở trong một giai đoạn ở phía dưới họ quyết định là chơi ẩn mình thì họ dẫn đến một tình huống họ giao tranh muộn wag đẩy qua đấy thì thấy có gì gì đấy sai sai họ cảm giác để qua đấy có thể là vì họ quyết định là quay đầu ngược trở lại thì khi quay đầu ngược trở lại họ gặp ngay một đối thủ quá cứng đấy là Star Wars sport thật ra WG họ, họ cũng kiểu cũng không rõ ràng ở trong cái ván đấu này. Cho ván đấu này tự EWG đưa mình một trong thấy khó. Tại vì quay về nhà thi đấu thì 99% là sẽ đụng độ với cả Saudi Sport. Đây là một trận mà WG cái hướng di chuyển họ nó không thật sự là rõ ràng. Không biết là sao sau hai ván thi đấu một ván top 1, ván top 3 thì WG bắt đầu kiểu tất cả giác là họ hơi bị mất tập trung trong ván thi đấu này. Họ đi qua cái chỗ gần Heavy, họ không mở giao tranh ở vị trí BB chắc họ sợ họ ngại một cái gì đấy họ quyết định quay ngược trở lại nhưng khi quay ngược trở lại không vực nhà thi đấu thì họ phải biết rằng họ sẽ đối đầu với cả Star Wars Esports hay vấn đề là Star Wars Esports họ hoàn toàn nắm được thông tin của đi vào à của WG đi vào Chúng ta nhìn thấy khi WG đi vào thì Star Wars Esports có hết thông tin rồi và sau đó thì WG cũng cố gắng theo đuổi pha giao tranh này nhưng giao tranh thế nào được bạn không bạn thường WG rất khó giao tranh ở trên sân nhà với đối phương được và thành viên WG bị quật ngã bốn mạng dành cho Starwood Esports thế tự nhiên WG họ đưa họ một thế khó nó dạy ở đầu game thật ra họ nhảy cửa sông họ đi về phía của Heavy họ không giao tranh họ đi về phía Starwood họ chọn giao tranh với Starwood đấy họ gãy ngay trong đó một diễn biến khác thì reverse red họ có một pha tấn công ở vị trí p spot thì cái thế đứng này của reverse fret nó tốt hơn so với p spot khá là nhiều mặc dù p spot trước đó họ có một cái tình huống thủ tròi nhưng mà lúc này p spot đang ở cái đội hình nó là một 2 một nên là cái vị trí đứng của thành viên ở p spot nó khó cao cho nhau hơn chúng ta có một vài tình huống bắn ngược trở lại khi mà chúng ta gom lại thành đội hình một Đấy chúng ta gom lại thành đội hình một ba có don't cry don't cry định có một tình huống đột biến lên để sử dụng cầu chuyển móc lốp đối phương nhưng mà không chúng ta không móc kịp cho tình huống này ta nhìn thấy là lbt tình huống xấy được một khoảng thời gian khá lâu tuy là lbt xấy khá lâu nhưng ta Diamond, chúng ta không hạ của một mình chúng ta không hạ được vị trí nếu mà trong một tình huống bình thường nếu như mà bắn đủ tốt thì đây là phải là một tình huống kéo tâm hạ không được cả Diamond mình và thêm luôn tuy nhiên thì lbt anh ta xử lý nó chưa được tốt cho lắm Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì sau đó thì có sự cover đến những người đồng đội của mình thì p sport đã đẩy vào đây uh, có sự cover đến với một người nữa của họ thì bạn tốt. Cái tình huống này tôi có thể thông cảm là có thể là là LVT anh ta bị slow. Đây chúng ta nhìn thấy dưới chân này LVT nó có một cái hiệu ứng slow của Auto. như là Reverse Red mang theo Auto thì làm cho có thể là cái 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 khi mà nhân vật chúng ta đã bị slow ấy thì bắn nó bị làm chậm ấy thì cái pha xử lý của P Sport nó khó hơn. Đấy nhưng mà sau đó thì sau một tình huống mà chúng ta làm nó không được gọn gàng thì attack around lại đến attack around thì đợt ở đây họ thường xuyên chơi theo kiểu tsd Tự nhiên bây giờ team này họ lại chơi theo kiểu làm người thứ ba và khi mà họ tới thì đúng là p spot chúng ta rất khó khăn mà có thể chạy được attack around tiếp tục truy đuổi vào những thành viên tới p spot chúng ta vẫn có hai người chạy được trong tình huống này à, và elim leader bảy mạng cho attack around nhưng đây là một trận đấu mà chúng ta về cơ bản là nó cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt lbt di chuyển vào bị A cộng tới với chịu phai tức là cả heavy cả WAG và cả B Sport trận này đều có những cái bước đi nó nó không thực sự hiệu quả nó không thực sự hiệu quả tôi không không tôi cũng không nói là 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 nó dở hay gì nhưng mà nói là nó không thực sự hiệu quả Cyrus thì lại bắt đầu có tình huống hồi sinh lại thì lúc này WAG lại đưa mình vào trong cái thế là phải hồi sinh hồi sinh hồi sinh liên tục đấy, chúng ta lại quay lại cái thế đấy là phải hồi sinh liên tục hồi sinh liên tục thì câu chuyện là gì ạ hồi sinh liên tục của chúng ta lại cống rất là nhiều mạng đối phương thì đây là một trận đấu mà trận là uh, hai trận hai thì nó đã không được sự được ngon lành lắm nhưng chúng ta còn được cái top nên trận 3 này thì nó lại quay lại câu chuyện là chúng ta hồi sinh liên tục và chúng ta chết liên tục nhưng mà trận này còn đỡ hơn trận 5 trận 5 đúng kiểu một trận đấu giải trí luôn reverse red từng trận vị trí top 9 Đấy trong đó thì attack all around thì họ Attack thì họ liên tục có bình mạng gục mạng được liên tục bơm về cho Attack tức là họ lại phát hiện ra tô đắc tô đắc thì đang đi đuổi của thành viên WG đấy và sau đó thì tô đắc rơi trong tầm tấn công của Attack All vã Attack quên à, uh, vã tô đắc không không trượt phát nào tiếp theo lại là Bru phát hiện ra Homeboy đấy thế thôi nói chung là mấy đội Thái cứ càn bản đồ họ clear hết Kraylin phải nằm xuống và WG nằm xuống vị trí top 7 chết hết rồi không có gì và những tình huống giao tranh cuối thì nó cũng không có gì quá đặc biệt đến được vị trí của Star Wars Esports và những uh, đội của mình ở đây thì Bru họ đang thật ra là càng bắn đến cuối giải tôi đang à, càng bắn đến tầm giữa giải tôi càng cảm thấy là những cái đội Thái này họ đang 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 hơi bị uh, họ đang bắn với cái tâm thế nó hơi bị giải trí khi mà đối phương quá yếu gần như là khi mà vào giao tranh thì Bru họ gần như là chả cần phải 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 tốn quá nhiều tài nguyên họ vào họ bắn rồi họ dùng kỹ năng họ đẻ Chứ bây giờ chúng ta không nhìn thấy những yếu tố chiến thuật nữa đến từ các đội Thái Lan tức là gần như là trong thời gian này đây thì chúng ta không học được hỏi được gì nhiều về mặt chiến thuật. Ai Thái Lan cứ bay vào vã như kiểu là đây là những cái màn biểu diễn uh, kỹ thuật cá nhân vậy. Đấy, nhưng mà nhưng màn kiểu biểu diễn kỹ thuật cá nhân, Đấy, chúng ta nhìn thấy là nó rất là khó. Nó rất là khó và heavy chúng ta cũng kéo được một cái top 3 nhưng mà cũng không được nhiều điểm lắm. Cũng được một ít điểm thôi. Được một ít điểm thôi vì từ đầu trận ông heavy cũng có giao tranh được gì đâu. Đấy, cũng kéo được một chút cái top 3 thì cái top 3 nó cũng tương tự như top 3 của WG trong trận trước. dù sao nó cũng kiếm cho heavy một chút điểm. Nhưng một chút này là không đủ. Thực sự là bây giờ ở trong cái meta không phải ở trong meta mà trong cái điều kiện của giải của giải Đông Nam Á này cái điều kiện nơi mà số lượng mã gục nào bị đẩy lên quá nhiều thì cái, cái việc mà chiếm top ấy nó không còn quá nhiều ý nghĩa nữa đấy thế nên là kể cả có chiếm top thì cái điểm của chúng ta nó vẫn nằm ở đâu đó ở một cái vị trí rất là đáy ở trên cái bảng xếp hạng đây các bạn nhìn thấy nhá kể cả heavy họ kiếm được cho mình đấy họ cho mình có 10 điểm thôi cho mình bạn nhìn bao đứng đầu 24 20 20 Uh, heavy thì kiếm nó 8 điểm nhưng mà đấy là rất khổ sở mới có thể kiếm được 10 điểm nhưng những ông ở dưới nó cũng chẳng thua là mấy bởi vì cái điểm mà cũng nó bù lại 99 chín đấy, đấy thì trận này cũng khá là đuối được có 4 điểm thôi đấy là trận 3 trận 3 là một trận mà các đội việt nam khá gãy đến trận 4 thì cũng lại gãy không kém đấy, trận 4 gãy không kém thì như tôi đã có nói đi nói lại rồi cái yếu tố mà chúng ta đang thiếu đó là một cái, cái yếu tố mà chúng ta đang thiếu Nó là một cái, cái 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 sự ổn định qua các trận đấu sự ổn định qua trận đấu chúng ta đang không có p sport thì họ bị đi săn đến để đề qua qua là một cái đội mà bây giờ vã lắm rồi tôi thật đề qua là cái đội mà tầm mẻo họ, họ họ vã lắm rồi M tức là họ là cái đội mà bây giờ không có cái gì để mà 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 thể hiện được cả đấy nhưng mà p sport trận này thì chúng ta chúng ta còn không có bất kỳ một phản ứng nào nero chúng ta còn đứng im để cho đội mình bị quét sạch Nero không có một phản ứng nào đứng im luôn Có lẽ trận này là PSWAT bị sốc khi mà nhảy xuống và Và chúng ta bị thua đồ đối phương Vừa vào phát thì Sa 13 ở vị trí LBT Don't cry bị áo với virus Hoàng Anh anh ta nhảy xuống anh ta bị gãy chân Hoàng Anh nhảy từ phía trên cao xuống mà bị gãy chân Nero bảo Chúng mày chơi tao đúng không? Nero bảo mày chơi tao đúng không? Và Hoàng Anh anh ta bị anh ta bị vòng bo đốt À không phải anh ta vòng bo đốt mà tự tự chết Đấy, và trừ bớt một điểm dành cho đề qua Đây, một tình huống bắn bay đầu Nero một tình huống mà rất là bất lực Một tình huống rất bất lực tới vị trí của P-Sport thì cái vấn đề của chúng ta đó không ổn định Đấy, chúng ta cứ bắn nó một trận hay Sau đó lại đổi lại bằng hai ba trận giờ Thì cái này nó sẽ khiến cho chúng ta khó mà có thể Khó mà có thể nghĩ đến những chuyện cạnh tranh trước vô địch Hay là cạnh tranh vị trí top 4 Tại vì tất cả những cái đội mà mà, mà top 4 ấy Tất cả những cái đội mà top 4 là những cái đội làm sao ạ là họ phải có sự ổn định khủng khiếp họ phải có sự ổn định khủng khiếp chúng ta không có cái điều đấy đấy là điều mà chúng ta không có heavy hand xạ của đội trí wasana từ ghost có nó bình mạ gục nhưng mà camera quyết định đi soi unix à, hai quyết định đi soi unix camera giải này không biết là của nước nào cầm nhưng mà nhiều khi cũng kỳ nhưng pha giao tranh thì chúng ta không được thấy quá nhiều Đấy, và tranh đã không được thấy quá nhiều trong đó đây là vị trí heavy họ đi săn bru luôn heavy đi săn bru và wow. kinh không? Thì săn Bru nhưng mà khi những thành viên của Bro xuất hiện thì thôi. Cả Khabi và Hans đều phải nằm xuống. Và chúng ta phải biết, chúng ta nên biết đây là Bru về pro họ di chuyển từ cao nguyên đá sang hết video biết thừa đấy Bru bởi vì cái hướng di chuyển từ cao nguyên đá đi lên cái thuyền thì chỉ có thể là Bru thôi. Hay vì họ quyết định là chơi liều. mà liều thì lại không được ăn nhiều. À. mất ngay hai người. Biếu, biếu mạng luôn, mất ngay hai người, không có gì gọi là 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 à, khác biệt cả. AQ và Onyx thì bắt đầu bắn tốt hơn. AQ và Onyx bắt đầu bắn tốt hơn. Onyx cậu có một tình huống bắt lẻ và thành viên đến WG Gary bắn phát bay ngay đầu của Kerlin trong cái đó là Homeboy à còn vị trí của Habi. tiếp tục đuổi theo hạ của vị trí B-boy. Nay thì đi săn cậu này. Nay đi săn cậu này. Thôi <laughs> đó. Ông đề hoa Sam 13 đi dí là ông còn lại của Heavy. Đây tự trước ta kêu kiểu không biết là sao nhưng mà trận 3 trận 4 kiểu chúng ta nó bị nó bị hành trình vô định ấy. Nó bị hành trình vô định ấy. WAG thì lại tiếp tục buồn đi hồi sinh và Heavy tiếp tục đi hồi sinh nhưng mà chúng ta càng hồi sinh thì chúng ta lại càng trở thành con mồi cho các đội khác. À, phát hiện ra người có một chiếc xe chạy clean chạy ăn một viên à, Kero bắn với theo may quá chạy đủ xa để nó không bắn với theo được trong tình huống này nhưng mà đây cũng là một trận mà thật ra thì ta thấy các đội Việt Nam nó cứ tản mát, tản mát, nó cứ loạn xạ rồi bọn tôi mới đùa là chắc là trận này do di cơ bình luận, bình thường di cơ bình luận là các đội Việt Nam hay gãy. Đấy, qua di cơ bình luận hai trận Việt Nam gãy gập cả hai, có thể là có thể là bọn tôi đùa đùa nhau là như vậy. Nhưng mà đúng là cứ đến trận 3 trận 4 của các đội Việt Nam chúng ta nó bị nó bị mất phương hướng, đặc biệt là trong hai cái đảo mà mà các bạn nên nhớ nhá, cái đảo thứ ba và đảo thứ tư đảo mặt trời ấy và đảo sa mạc ấy nó chính là những cái đảo mà nó quyết định các đội vô địch chính các cái đội nào mà vô địch họ thường bắn rất hay ở hai cái đảo này cơ bản là vì hai cái đảo này nó sẽ tạo ra cái bản lề rất kinh khủng những cái đội nào mà không bắn được nhiều ở trong đảo này thì cái điểm họ sẽ rất thấp trong khi đó những đội nào bắn được nhiều điểm họ sẽ rất là tốt à, trong khi đó thì ở cái đảo quân sự ấy đảo quân sự nó là một đảo rất cơ bản thế nên là cho dù là có một đội dành ở buya nhưng mà điểm của các đội khác ở trong cái map này nó cũng rất là đều nó rất là đều thì nó không tạo ra sự khác biệt nhưng chính hai cái đảo sa mạc và đảo mặt trời à ờ ừ, đúng rồi hai cái đảo này, nó chính là hai cái đảo mà cái sự chênh lệch về điểm số giữa top đầu top dưới top đầu top sau ấy nó kinh khủng khiếp và nó sẽ tạo ra cái sự chênh lệch lớn ở trên bảng xếp hạng chung dựa theo hai cái cái thành tích thi đấu trên cái đảo này mà đáng lẽ chúng ta cần phải chúng ta cần phải cải thiện chúng ta cần phải cải thiện hai cái đảo này rất sớm bởi vì lúc này hai cái đảo này là hai cái đảo của việt nam vẫn cũng không được tốt cho lắm WOG thì bắn cái đảo này còn có những trận có đội Buya nhưng những đội còn lại ở Việt Nam thì như God of War có một trận Buya ở đây, Heavy có một trận Buya ở đây nhưng mà về cơ bản là chúng ta bắn ở đây này nó không ổn định. Đấy, chúng ta cần phải cải thiện cái đảo sa mạc này hơn. hôm này Heavy và cũng gặp nhau, cái này gặp nhau giữa đường ông này ông đi sai đó là hồi sinh lại. Thì chúng ta đụng phải thành viên của Heavy thôi, này không có gì. Đấy, fan cũng không có gì để mà nói với nhau. Bay ở đây thì gặp ngay ông Dolphin đang lái xe đến. <laughs> đúng khổ luôn còn p sport ấy đã bay màu từ đầu game rồi nhưng không có quá nhiều điều để nói giữa họ trong cái ván thi đấu này đấy thì đấy là cái uh, là cái trận uh, giữa uh, trận uh, thứ, tư. thứ tư đúng là kiểu chúng ta cũng không có gì để nói luôn này, WAG họ vẫn tìm một cách là trong bo nhưng cái chính là trong bo này nó bị quan sát bởi quá nhiều team còn heavy các bạn nhìn thấy cái tầm này heavy còn đang ở phía dưới tít phía dưới khu lọc dầu còn chưa đi lên chúng ta còn đang phải chạy đuổi theo bo và chạy đuổi theo bo đang rất là khó dành cho các đội. Onyx thì họ cũng đụng độ với cả một đối thủ quá cứng. Đấy và bị mất rất là nhiều máu trong đó reverse spray bắn khá là tươi. Trận này là một trận mà các đội họ rất khó khăn trong việc kiếm mạng, thật sự như vậy. Rất khó khăn trong chuyện kiếm mạng. Nếu mà gọi là mấy ông kiếm được mạng nhiều mấy ông Thái đấy. Đế qua trận này bắn tốt. Đấy mà đó WAG lại bị tiếp tục lấy mạng từ vị trí Onyx. Trận đấu mà không có nhiều cái để cho chúng ta được nói đấy còn đây đây là nếu qua sau khi ăn sáu hạng thì họ gãy gập luôn kể cả kể cả mấy đội indo họ cũng bắn đảo này không ổn đảo này nếu mà gọi kiểm soát tốt nhất chỉ có người thái người thái kiểm soát bà map này rất là tuyệt vời đấy tôi không biết là sao nhưng mà Bru bắn cái map này nó như kiểu là đi đi bộ đi đi gọi là đi dạo trong nhà ấy. map này thì có hai ông bắn rất tốt một là là bru hai là là cg thì chính hai cái đội này họ tạo ra cái gap tức là cái số lượng chênh lệch về mạ gục Đấy là là đến từ cái đảo này. Thế vị cũng cố gắng di chuyển ở bên trong bo. Đây là một thế mà nó rất là lộn xộn. Rất nhiều team di chuyển ở bên trong bo. Ta nhìn thấy WG phải dừng chân top 9 thôi. Trận này không cố được. Gãy gập, gãy gập trận sau cũng gãy. Trận thứ năm cũng gãy không kém. Trận năm thì bắt đầu khán giả mấy thằng trá hình nó lại bắt đầu chửi tôi quang bẹp. Hai thằng này vào bình luận này nọ nó, nó, trai. <laughs> Nhưng mà đúng là cái mấy cái map mà nó có cái độ hẹp này thì chúng ta cái việc các bạn sẽ thấy là wg chạy bó rất tốt trên đảo quân sự Đấy, vì cái đảo quân sự nó vừa đủ rộng để cho wg có không gian nhưng mà những cái đảo mà không có không gian như thế này thì chúng ta gần như là không được chơi à, những cái đảo mà không có không gian này chúng ta gần như không được chơi thì uh, wg top 9, uh, đội heavy top 7. Và hai đội việt nam chả thể hiện được cái gì hai đội này việt nam mà cả p sport trận này ba đội việt nam đúng kiểu vào phế ẩm luôn không thể hiện được cái gì cả một trận đấu mà mà Bru họ dừng chân ở vị trí top 4 mà neo qua lại chút reverse red họ xử lý tình huống này quá tốt à, reverse red bắn map này cũng rất là hay và nói chung là cũng không thấy có nhiều dấu ấn lắm trận này nó thật là một trận mà tôi không thấy có nhiều dấu ấn lắm tôi chỉ nhớ dấu ấn duy nhất là màn ăn mừng tới từ reverse red Đấy, màn mừng màn mừng đến từ reverse red thế thôi không nào cũng có cái kiểu múa múa À, có hai ông là nimless với cả sớm minh hay mua múa với nhau bên tay trái bên tay phải thì là gương mặt là vô cảm nó à, vào Diamond sẽ nở một nụ cười rất là hiền từ à, bảo các em cứ ăn mừng đi à, còn trong khi đấy thì có ông exposi vô cảm exposi bảo ôi lại top một à <laughs> bảo ôi bắn bên này thì lại 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 top một rồi đấy thế đó trận đấu rất vô cảm trận năm cái kịch bản cũng yên như thế trận năm thì đúng là lại một sự rượt đuổi trận năm thì tôi với quang bè vào bình luận thì nó cái kịch bản nó cũng yên như thế vào một phát thì chúng ta có một pha giao tranh đầu game giữa heavy và tô đặc giữa heavy và tô đặc thì uh, chúng ta nhìn thấy là mặc dù là bọn tôi cũng đã rất cố gắng cổ vũ heavy rồi nhưng mà heavy bắn nó không được hay Đấy, và chúng ta bị thua tô đặc ở trong một tình huống giao tranh Và b boy cũng bị phát hiện ra luôn vừa à, vào đầu trận phát thì chúng ta may mà B boy sau đó thì anh ta vẫn thoát được ra nhưng ta cái chỗ đấy cái cái chỗ chạm thông tin nó cũng chẳng có cái gì để đi tìm cả nhưng mà cái đoạn đằng sau nó block twist hơn đấy là những thành viên của wg thì họ lại mò lên phía trên khu vực chạm thông tin họ tìm ai đó tìm ai ạ tìm ai tìm tìm chắc là tìm heavy vui thì tìm ai à, p spot thì họ giao tranh với starwood và chúng ta cũng không vượt trội hơn so với starwood À, không vượt trội hơn so với Star Wars và Star Wars thì họ cũng là cái đội mà họ cũng chẳng họ cũng trả máu lắm trong cái chuyện giao tranh thật sự Star Wars họ trả máu lắm trong cái chuyện giao tranh họ cũng họ cũng bình thường họ cũng uh, cư xử một cách uh, bình thường như cô hường ngồi ở cổng trường và bán nước đường với nào cũng ngủ trên giường thôi à, không có bất kỳ một cái phản ứng nào nó quá đỉnh cả sau đó thì Bru họ lại bị mất người đây Star Wars chúng ta nhìn thấy là họ cũng chơi rất là tiếp cận rất từ từ với cả P Sport thôi và họ xác định xem thành viên của P-Sport ở đâu Đấy, có cổng thì chuyển là đặt đến không đây là WAG WAG lúc này bắt được một mạng đến từ Tô Đắc Đấy, thì họ quyết định là bố sẽ đẩy vào trong khu vực chặn thông tin Và đi đây tìm ai Tìm ai, tìm ai Và lên đây đi tìm ai Chắc là họ nghĩ đây là WAG hay chăng Nhưng mà tìm Reverse Red lại tìm thấy họ à, Cay, cay thật sự đoạn à, này nó bắt đầu mở ra cái câu chuyện đau khổ dành cho thành viên của WAG trận này lại là một trận mà các đội Việt Nam chúng ta hồi sinh nhiều và chúng ta buff một lượng mạng rất nhiều dành cho đối thủ trận này P Sport phải hồi sinh nhiều nhá. Đấy, WG cũng hồi sinh nhiều, Heavy thì không có cơ hội hồi sinh nhiều. Đấy, và chúng ta bơm một lượng mạng kinh khủng khiêm trận này đúng là chỉ có ngồi đếm xem là là việt nam chết bao lần đấy bạn bảo là, có một số bạn bảo là mày uh, dìm wag mày dìm p sport đúng không mày dìm wag mày xuống này đếm đúng không hôm qua thằng quang bẹp nó, nó nó, nó tức nó còn không thèm đếm số lần mà WG hồi sinh luôn. Nó bảo để cho tôi đếm mà nó chỉ chuyển nó đếm PE. <laughs> Đây là một trận đấu mà nó là điểm lùi đến các đội Việt Nam. 2 3 trận, trận 3, trận 4, trận 5. Ba trận này đúng là kiểu nó không có một cái 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 nó không có một cái điểm nhấn gì về mặt chiến thuật. Thì như tôi đã nói là cái vấn đề là cái việc mà theo đuổi cái lối chơi uh, sinh tồn thì cái này là cái mà chúng ta phải đánh đổi. Ê, chúng ta trở thành mồi đối phương liên tục Trận này đã, đã, đã The Ghost xuống bị Butterfly giết Đây, Sau đó chúng ta lại chạy Nguyên ở trận đấu chỉ có chạy qua chạy lại The Ghost được hồi sinh lại Sau rồi một lúc sau lại lại chết tiếp Cái đảo này nó quá bé Cá nhân tôi nghĩ Cá nhân tôi nhá Nghĩ rằng đối với cái đảo này Hai cái đảo Đảo sa mạc và đảo Đảo sa mạc và đảo 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 Đảo, đảo sa mạc và đảo, đảo Mặt trời À đảo sa mạc và đảo thế kỷ này cần phải có những suy nghĩ hồi sinh nó chuẩn chỉnh cần phải có những suy nghĩ hồi sinh nó chuẩn chỉnh hơn chúng ta đang bị lạm dụng cái điểm hồi sinh trên những map nhỏ và trên cái map này thì chúng ta càng hồi sinh lại thì khéo chúng ta lại biếu điểm của đối phương còn nhiều hơn cả cái điểm top nhiều khi các bạn nằm ở top 12 nhiều khi các bạn nằm ở top 12 khéo các bạn còn hạn chế đối phương ăn mạng nhiều hơn là cứ hồi sinh lại để cho đối phương đấm thêm bốn năm mạng hồi sinh lại là chết hồi sinh lại trên mà hoàng Anh tôi đếm lại mà anh chết có 6 lần rồi <laughs> Hoàng Anh hồi sinh có 6 lần rồi nhưng mà cuối cùng thì uh, bên Việt Nam của chúng ta khi mà chọn key uh, leader, key player chọn một cái người khác hồi sinh 6 lần, tức là một cái trận đấu mà nó hồi sinh hồi sinh hồi sinh liên tục. Và chúng ta hồi sinh nhiều như thế này thì cái việc mà chúng ta bơm mạng nó rất là khó. giờ dạ, Nó rất là thực ra cái cái map hai cái map này thả chúng ta cứ đi trốn hẳn đi cho xong chúng ta trốn hẳn và chúng ta đợi đến đâu đó khoảng phút thứ 5, phút thứ 6, à, phút thứ 10, phút thứ 11, 12 gì đấy và bắt đầu mới đi giao tranh đỡ hơn là cái chuyện mà chúng ta cố gắng đi săn trong ta đoạn đầu game chúng ta mất người mà cái map này cứ hồi sinh lại là chết chúng ta thấy là trận đấu này em trận đấu mà các game thủ chủ yếu cứ bắn chim thôi à, đấy, Dolphin sống lại lại chết sống lại chết sống lại chết sống lại chết cứ sống lại rồi lại ra đi sống lại rồi lại ra đi kịch bản nó cứ lặp đi lặp lại Vì đây là một trận mà không được giọt, không được giòn. thực sự là hai cái map này nó đang, nó đang thực sự rất xấu ảnh cho đội Việt Nam, cái đội Việt Nam không có một đội nào ở Việt Nam chơi tốt được ở cái map này cả. À, Hoàng Anh lại chết, cứ lia đến cam của Hoàng Anh lại chết, à, cứ lia Hoàng Anh lại chết, lại chết, chết liên tùng tục Và đây là một trận đấu mà nó đúng kiểu party in the house, à, đúng kiểu là party, đúng kiểu là mở một bữa tiệc dành cho các đội Thái Lan được ăn may cho chúng ta là các đội Indo trận này họ không ăn được nhiều chứ các đội Indo mà ăn được nhiều thì nó sẽ diễn biến giống như tuần trước ấy là Indo Star với evos Divide nhưng có một số lượng mà gồm nó vống lên đấy có một số lượng mà gồm một số điểm nó vống lên đấy thì đúng là đúng là 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 phải sao sao đó may mà thằng Onix nó chết trước nhưng mà chính thằng Onix kêu chết trước thì nó lại còn cống ít điểm hơn cho các đội khác mời ông Việt Nam thì mình cống biếu điểm thì phải gọi là căng luôn tới cái này tôi không muốn nhấn đi nhấn lại về cái vụ này nhưng mà thực sự là nếu như không thể thắng hãy thua thật nhanh đối với hai map này tôi nói thật nếu như không thể thắng hãy thua thật nhanh chứ còn đây các bạn nhìn thấy là kể cả mấy thằng indo ấy nó cũng biết là nếu mà chúng nó cố gắng hồi sinh ở trong map này nhiều ấy chỉ biếu điểm thôi thế là quyết định là nó sẽ không hồi sinh trong những map này nhiều và nó và thả nó chết thì thôi chết thì chết thì thôi để nó tránh cái, gác về lượng mạng nó tránh về cái gọi là chênh lệch bru làm phát 17 18 mạng bắt nó như đi chơi hay W gì cũng dừng lại top 7 chúng ta không còn lựa chọn nào các bạn nhìn này bạn để tôi, đoạn này thì thôi không có gì đáng phải nói vì cái giai đoạn cuối này thì bắn nó cũng Baru kể họ được top một nó cũng bình thường Zona bảo là đúng mặt Zona kiểu là giải này dễ quá Zona đúng là kiểu giải này dễ quá nếu mà bọn em bắn nó giải này nhiều thì bọn em sẽ bị xuống trình đấy nên là bọn em đây các bạn nhìn thấy đây tôi cho các bạn xem cái bảng điểm bảng điểm ông bru làm 25 mạng đấy. Ông attack Rao sơn sơn 10 mạng. Xe 10 mạng, red 10 mạng. Bắt cái gì mà 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 một đống ông này. Một đống ông ăn mạng cả rổ. Đấy, mấy ông ở dưới này đúng là WAG đều Homeboy Onyx PE thì đấy, mấy ông này chỉ có hồi sinh bú mạng thôi. Thì là thằng quang bẹp đây nó cộng nhanh số điểm lại là 83 kill. 83 kill sẽ ra trong trận đấu này. Nó ra mạng nó mạng cũng nhiều hơn cả cả số lượng đội đấy thì đấy cũng là một cái mà 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 bọn tôi thì bọn tôi cũng không hay đếm mạng đâu nhưng mà những cái trận mà hồi sinh vô tội vạ này thực sự nó đang làm cho cho mọi thứ tình hình trở nên xấu đi đến trận này thì chúng ta có một pha giao tranh đầu game trận 6 đang một pha giao tranh đầu game trận 6 này WG có bình buya rất hay là một cái buya mà nó thể hiện khả năng chạy bo tốt nhưng mà heavy có một pha giao tranh đầu game chúng ta thua homeboy Đấy, chúng ta hạ một vị chí của di người bản hay nhất của homeboy nhưng mà sau đó vẫn còn lại bơm bướm, bướm butterfly zona không chạy được butterfly ta vẫn còn lại 14 máu người ta quay ngược trở lại thì khabi có nó bình vector đôi nhưng mà sau đó thì khabi cũng lại không có nó bình đó điều kiện để có thể tấn công đối phương butterfly thì ta được cứu sau đó thì nhưng mà họ vẫn cứu lại đầy đủ cả team và họ đi lùa ở vị trí của khabi lùi chịu rồi Lua chịu rồi và Khabi người ta không chạy được và vì nằm lại top 12 Trong khi đó thì đề hoa họ lại quyết định đi săn WAG trong vụ doanh trại Và qua tạo cuộc sống thành cho WAG thôi Đề hoa tầm này không không đủ sức để bắn WAG Homeboy sau đó lại có tình huống giao tranh với cả AQ nữa Cái khu vực này quan sát này có rất nhiều drama Sau đấy WAG cũng mòn khu vực này quan sát rất nhiều team thích lên khu vực này quan sát nên thật ra đây, bây giờ heavy họ cũng phải nên suy nghĩ kỹ về khu vực này quan sát này nhưng mà thật ra đây, không nhảy ở đây cũng chẳng biết nhảy ở đâu mà dù nó điểm nguy hiểm thì họ cố gắng là nhảy xuống ra mới thắng ở trong giao tranh đầu game thôi wg thì sau đó mò đến đây nhưng mà cũng không kiếm được không kiếm mắt là gì nhiều Đấy, lên đây thì wg họ bị gặp và họ bị bắt lẻ và một thành viên là homeboy phai gì phai bắn kinh không nhá à, phai gì bắn rất là kinh nhá vừa đáp xuống phát nhìn thấy the ghost đang chạy đến kéo tầm phát bay đầu rồi con luôn à, bắn rất kinh luôn này luôn gì này gì đây, anh ta có 9 cái hết shot ở trong trận đấu này đừng đùa với homeboy đừng đùa với những chàng trai của gia đình đừng đùa với homeboy trong đó p sport một tình huống bắt lẻ tốt vào thành viên của tô đắc trận này là một trận mà p sport họ triển khai lối chơi cũng khá tốt là đến giai đoạn sau thì họ đụng phải một đối thủ quá cứng Uh, có một số bạn bảo là tại sao mình phân tích mình không phân tích cái lối chơi chạy bo thì chúng ta căn bản là bởi vì cái này nó không phải replay mà nó là cam mà cam thì chúng ta rất là khó để mà xem được tất cả tình huống chạy bo đấy thế nên là cũng rất là khó p sport ở đây một tình huống đánh rất là hợp lý vào vị trí của trap z đấy và sau đó thì có một đội khác họ mò ở đây họ sau đó một đội khác họ mò ở đây p sport làm khá gọn đấy, còn đây là tình huống mà Attack Around tiến về khu vực đài Thì ở đây họ lại bớ được ông Butterfly này là một Đấy, sau đó thì họ quét thì họ lại phát hiện ra mấy ông WAG thì họ quyết định định mở một cuộc tấn công vào Nhưng mà sau đó thì WAG thì họ phòng ngự cũng được Đấy, Sau đó WAG họ phòng ngự cũng được và họ bắt lẻ được vào đó là vị trí của Foki, Thì cái, chính cái tình huống bắt lẻ tốt này đẩy lên đến Dolphin này Nó giúp cho Rau họ không đâm sâu trong vực này nữa Và WAG có một hướng để họ có thể chạy bo được Thì cũng là một cái trao đổi nó vừa đủ Và WAG được cái như tôi nói là họ biết cách làm sao mà rút ra rút vào giao tranh Họ biết cần phải rút khỏi giao tranh lúc nào họ họ phải họ biết là phải giúp khỏi giao tranh lúc nào và họ phải biết là phải nên làm gì ở trong những tình huống giao tranh chứ còn ví dụ như là còn ví dụ như là 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 nếu như mà chúng ta cứ cố gắng đâm đầu trong giao tranh một cách không cần thiết thì thực sự nó sẽ là một câu chuyện nó, nó khó khăn dành cho chúng ta Ok, thì đấy là diễn biến Sau đấy thì thật ra chúng ta cũng không được nhìn thấy quá nhiều pha giao tranh nữa Sau đấy thì thật ra đối với các đội Việt Nam của chúng ta thì Heavy thì bay màu từ sớm rồi Trong đó thì P-Sport thì họ quyết định là hook vào vị trí homeboy Chúng ta bắt được homeboy ở đây Đây là một tình huống mà, mà P-Sport có một tình huống xử lý hay Và thật ra thì homeboy họ cũng hơi liều Homeboy họ cũng hơi liều ở trong tình huống giao tranh này Mặc dù homeboy hôm nay còn đang cầm rất nhiều xu Nhưng homeboy đặc đây hoàn toàn họ có thể quay cái máy bắn hàng lại và họ tìm cách là hồi sinh tất cả những người đồng đội của mình ấy nhưng hôm họ bắn nó khá liều ở trong tình huống này và những cái tình huống ra vào nó không được tốt tới đâu boy lúc này hoàn toàn phai di người ta có thể bỏ chạy ở khu này nhưng mà chúng ta nhìn thấy một tình huống mà Don't Cry, người ta nhảy lên rất khéo người ta nhảy vòng xa thái nhảy này à, rất khéo giữa vị trí Don't Cry và hạ cùng vị trí Phai Di thì lúc này Homeboy họ bùng luôn Homeboy họ bung luôn và P-Sport có nó bình 10 Elim Trận đấu mà P-Sport họ chọn hai đối thủ giáo tranh mình là người Malaysia Cả Tô Đắc và Homeboy khẳng định luôn là Việt Nam của chúng ta mạnh hơn so với Malaysia Trừ Xpen à, Trừ Xpen, Xpen càng lắm Thì đây, cái cái chỗ mà WG họ đi vào để họ lấy cho mình cái Buya ấy Chính là cái điểm đứng bo cũ của Bru Nhưng mà trận này Bru họ kiểu cả trận chá ăn được cái thằng nào chán thật thế là mình quyết định đi săn thì sau đó khi mà đau điều gì, đâm vào đúng cái nhà gọi là cái kho đấy bình thường anh em hay gọi là cái kho của thằng Bru thì chúng ta có bị cái buya đấy bằng cái cách đấy trận này các đội thái bắt đầu bắn lỏng tay rồi chả biết sao mà tôi thấy các đội thái bắn cổ thả vãi trưởng À, đây là tình huống mà Starwood họ bắt ngược lại vào thành viên ở P Sport. Thực ra P Sport đi ở đến đoạn này là P Sport đã rất, rất là khá rồi. Một trận uh, đấu mới bị ao xa. Còn tất nhiên là Starwood thì họ vẫn ở một cái trình độ mà tốt hơn so với chúng ta. Nên là tình huống mà P Sport bị bắt lẻ từ Starwood nhưng mà đây này, cái tình huống mà Bru họ bắn nó cũng rất là cầu thả. Thật sự Bru bắn rất cầu thả, họ đẩy xuống mà. Joina chết một khoảng thời gian rồi. Joina chết một khoảng thời gian rồi và Bru họ cũng không rút ra họ vẫn cố gắng đâm vào tiếp đây na cứ cố gắng đâm một mình ông na cứ muốn cân ba cân bốn thành viên đấy à cứu cân thế nào được đấy, sau khi đó thì wasana tức là bắn nó cũng chẳng có một cái 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 cover lẫn nhau gì và bắn nhau ở đấy rất lâu bắn nhau ở đấy rất lâu khi mà thậm chí là wg họ đến cái chỗ nhà để xe họ đứng ở chỗ nhà để xe và đứng cái chỗ điểm bo cũ của pru một khoảng thời gian tức đôi dài rồi các bạn nhìn là cái chuột ở góc bên tay trái màn hình của tôi đấy đứng ở đây một khoảng thời gian rất lâu rồi mà mà Bru họ em Bru vẫn cố gắng là muốn có tình huống cân hai cân ba đấy nhưng AQ thì đâu phải là người thủ dễ chơi đâu lúc này Bru là họ phải cần phải tìm một bán hàng tím nào đó trong cái map để họ tìm cách hồi sinh trận này kiểu thôi bắn cho xong về đi ngủ gần 600 điểm rồi bắn gì nữa cho thằng khác bui ra cho nó vui vẻ Thế AQ nhân bú 8 kill cay thật sự tự nhiên hôm qua Onix và AQ họ vẫn có những trận đấu mà họ comeback về mặt điểm số cay thật sự và chính cái chuyện mà Bru bắn nó cũng cầu thả trong chỗ này nó làm lộ vị trí của PE hay làm cho PE phải nằm sớm hơn thằng 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 em Don't Cry <laughs> bị nó ném nó hai quả liệu ăn mòn nó ném kỹ thế nó ném hai quả liệu ăn mòn kỹ kỹ thật sự à, kỹ thật sự thế thì bó tay chấm com và PE dừng chân vị trí top 8 cho dù trước đó họ là elim leader thế hôm nay WZ bảo ở đây ơi lộc lá WZ đếm được 19 19 thế thì mình có bốn người nó bảo ba cái điểm đứng nó WG gì quá đẹp mà lúc trước thì đây chính là điểm đứng của Bru Bru mà họ còn đứng ở đây WG rất khó đẩy vào nhưng mà Bru bảo nhường thằng nào vào sau nhường thì WG họ có một tình huống công thẳng vào chỗ của AQ cái chỗ AQ đứng ấy thì nó cũng đẹp bởi vì là uh, Onyx và uh, Reverse Red là hai đội mà còn lành lặn lúc này thì họ lại va với nhau WG đúng kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm đến khu nhà đổ này, dựng keo lên, đứng đây thôi, đứng đây thôi và lúc này thì Aki bị quét sạch tới tay viên của đúng Bru cuối cùng thì Bru họ vẫn làm được cái họ muốn đấy là quét sạch ARQ nhưng mà thực ra đội họ còn giật dẹo và trận này thì hên một cái là không có bất kỳ máy bán hàng tím nào rơi ở bên trong khu vực vòng bo này cả lúc này thì Onyx cùng với Reverse Red họ giao tranh với nhau đấy cũng khá là tươi, Onyx cũng chẳng có nhiều mạng cũng lắm, đồ cũng chả có gì nhiều ôi uh, cũng khá là đuối thì sau đó reverse red reverse red đồ trận này đầu trận nó cũng chẳng có gì nhiều đấy, hai, hai cái đội mà cả đầu trận chạy bo không có gì nhiều thì cuối cùng béo mỗi mwg nó à, tự nhiên lại cứ mình lại còn trong bo cuối à thế thôi lại quà tặng cuộc sống rồi đấy thì trận này là bru tặng quà wg tặng luôn cái điểm bo cuối chứ còn bru mà họ không giao tranh với aq nhá họ cứ đứng ở cái chỗ đấy wg sẽ không vào được và wg sẽ phải chọn một cái hướng di chuyển khác À, nhưng mà phải nói là wg cũng khá là tinh tường đấy, trong cái chuyện mà chọn một cái điểm chạy bó tốt và khi mà bru không còn đứng ở đấy nữa thì wg bảo em xin em xin em xin cái ta một với 25 điểm dành cho wg lại ngạo nghễ việt nam ngay và khẳng định luôn thời điểm này wg là đội bắn hay nhất việt nam đấy, sau đó là một pha cầm áo đến từ vị trí của một pha cầm áo đến từ vị trí của đô phi tôi không biết tại sao phải cầm áo tất nhiên là có một tình huống cầm áo khá hay <laughs> Sao nhiên lại phải cầm áo nhỉ? <laughs> à, ok, và chúng ta có top 1 25 điểm Ở phía dưới thì một loạt 15, 14, 13, 12, 11 à, Ngạo nghẽ hai đội Việt Nam Top 1, top 2 phải điểm Khi mà một trận đội bắn khá cầu thả Sau tuần này thì à, uh, Một số đội như là Red và STE đã bắn xong rồi Red thì họ sẽ về đóng gói hành lý Chuẩn bị đi Brazil STE thì không có tên ở trong... À, uh, giải ESL uh, thì họ sẽ ở nhà làm khán giả. Đấy, trong đó thì một số đội khác AQ thì cũng về uh, sắp đồ đi Brazil. Có hai đội của Indo để đi Brazil bắn ESL đấy là Idostar Ind và AQ thì trong tuần tới chúng ta sẽ nói nhiều về ESL hơn. Đấy, trở lại với các đội Việt Nam thì Heavy cũng đã bắn hết lượt rồi và chính thức là ao của top 12 rồi Heavy và khả năng là khả năng là God of War và đề qua nếu mà họ bắn tốt thì họ sẽ tiệm cận được cái số điểm ở heavy và sẽ làm câu chuyện rất căng thẳng nằm trong top 12 sau ngày hôm nay thì Onyx Onyx họ đã bắt đầu có dấu hiệu quay lại và họ đã có cái gia đầu tiên thì Onyx khả năng cao là cái thi đấu B AC hôm nay này họ sẽ kiếm đâu đó là 50 60 điểm họ sẽ vượt qua được đó là P Sport và P Sport sẽ bị đẩy xuống vị trí top 11 và top 12 P Sport sẽ là người người gác cờ Đấy, P-Sport là người gác cổng Trong bên đó thì WG khả năng rất cao Nó sẽ tiến sâu hơn vào bên trong Đó là cỡ ở top 8 Có thể chúng ta sẽ lấy được cái top 8 ở trong tay của AQ Đấy, chúng ta hôm nay sẽ có người gác cổng Đó chính là PE ở vị trí top 12 Ở trên bảng xếp hạng Ok, thì đó là cái phần phân tích của mình Và đừng quên like, subscribe cho kênh Bình Đội Việt riaki nha Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video phân tích tiếp theo Bye bye